Seta International là một công ty đi đầu trong ngành công nghiệp hệ thống tích hợp, chuyên về phát triển phần mềm, tùy chỉnh dựa trên công nghệ đám mây, web và điện thoại di động. Năm 2008, Seta International US được thành lập bởi hai cựu nhân viên IBM là Sean McVoy và Bruce Watanabe, có trụ sở tại Costa Mesa, California. Với chiến lược phát triển kinh doanh đúng đắn của những người lãnh đạo, Seta đã có bước phát triển vượt bậc và nâng cao vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Sau 5 năm hoạt động, đến năm 2013, số lượng nhân viên đã tăng trưởng nhanh chóng với tổng số lên đến hơn 250 người. Đặc biệt tháng 6 năm 2014, đánh dấu một sự chuyển biến mạnh mẽ khi Seta tách thành hai công ty độc lập là Seta International Việt Nam và Seta International Asia. Seta International Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một công ty hoàn toàn độc lập. Bộ máy hoạt động của công ty ngày càng được hoàn thiện, các phòng ban được phân định công việc rõ ràng. Bản lãnh đạo công ty với tầm nhìn nguồn lực là tài sản lớn nhất, là sự tồn tại và phát triển của công ty đã xây dựng chế độ đãi ngộ rất cạnh tranh so với các công ty cùng lĩnh vực. Sau 6 tháng hoạt động, Seta đã và đang mở rộng thị trường và đạt được những bước phát triển đầu tiên. Seta đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có số lượng lớn khách hàng tại châu Mỹ và châu Âu, đặc biệt là Mỹ, thị trường quan trọng nhất đối với công ty. Một số đối tác lớn có thể kể đến như SK Telecom, Cisco. Gần đây, sau một thời gian dài đàm phán, Seta đã chính thức trở thành đối tác của Amazon. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ có cơ hội tham gia các dự án lớn của Amazon. Bên cạnh đó, Seta cũng đang phát triển các sản phẩm riêng như Prisma và MyCAD hướng tới thị trường Mỹ và toàn cầu. Sản phẩm Prisma đã nhận được sự chú ý của nhiều công ty lớn như Google và Amazon. Có những con người luôn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng chung vai gánh vác khi công ty cần đến. Đó là niềm tự hào, là động lực và sức mạnh để công ty vươn mình, nắm bắt cơ hội mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Những nhân viên ưu tú với những nhiệm vụ công việc khác nhau, tất cả đều với một mong muốn là làm nên một thương hiệu riêng của Seta International. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những con người đã và đang sẵn sàng nối dài con đường phát triển của Seta International bằng những thành công mới, chinh phục cơ hội mới bằng đỉnh cao sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Không những nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc, anh em Seta luôn tích cực tham gia các phong trào thể thao mà công ty tổ chức, góp phần xây dựng nét văn hóa riêng biệt của Seta. Seta luôn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên trong công ty, tích cực xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, phong cách làm việc mở để tạo ra những giây phút giúp nhân viên thoải mái, vui vẻ ngoài giờ làm việc căng thẳng. Ai đó ví sự nghiệp kinh doanh của công ty như một con thuyền có lúc lênh đênh ngoài biển cả, thì những nhân viên ưu tú của Seta chính là những thuyền trưởng điều khiển con tàu cân bằng tiến đến bến bờ thành công.